Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Ở đây chúng tôi đang ở chỗ thôn 1 Suối Giao. Cái chỗ này là cũng mặt tiền được tiền liên thôn nhé. Ở phía này đối diện cái lô đất này thấy đang hình như đang có cái đồi đang khai thác đá hay sao. Đó, thì đây này, vị trí có thể định vị cho quý vị là nếu mà có một cái đồi khai thác đá như này đứng ở chỗ này. Đó, có đồi khai thác đá như thế này thì là khu vực đấy nè, ở đây. Đó, thì ở chỗ này mà đi ra cái đường đường liên xã Đá Bạc Xuân Sơn đó thì là rất là gần, chỉ khoảng 200-300 mét thôi, nó gần hơn các cái lô trước là tôi quay. Đường này thì đường sẽ đổ nhựa, ô tô tránh nhau, sau này tương lai là sẽ đổ nhựa. Thì ở đây lô đất tôi đang có một cái lô đất đây là các bạn dịch vụ đây báo là có diện tích là 4 xào 7 nhé, 4 xào 7 đấy, từ cái chỗ cái bác kia đang đi cả, chỗ bác cái việc đi là cái danh của cái vườn tiêu á, là cái lô đất của mình đang trồng khoai mì ở đây. Đến cái hàng cây bên này nhá, đây đến cái hàng cây này, này. Mà hàng cây đấy thẳng ra đến cái trụ điện phía ngoài đây, đến cái trụ điện này. Đó, thì là cái mặt tiền này, chiều ngang mặt tiền này thì được có 34 mét thôi, nhưng mà nghe bác dịch vụ đây bác ấy báo là ở đây thứ nhất là lên được thổ cư thoải mái, thứ hai là nếu giả sử mở cái đường 4 mét để cho ô tô đi vào đây và phân lô ra thì dọc chiều dài 100 mấy chục mét này, 4 xào 7 mà có 34 mét là phải trăm có khoảng 120-130 mét gì đó thì sẽ phân lô ra, có thể bán thổ cư cũng được hoặc phân lô theo xào thì cũng được, 4 lô 4 thửa. Đó, thì cái giá trị giá đang chào bán là 2 tỷ 7 nhé, 2 tỷ 7, và còn thương lượng, cái việc thương lượng thì quý vị có thể thương lượng trực tiếp với chính chủ, thì chủ báo giá bao nhiêu thì chúng tôi báo giá bấy nhiêu. Thì chiều dài lô đất này thì nó hơi thoai thoải xuống, nó hơi thấp thấp một chút, tức là nó hơi dốc dốc, từ mặt đường nó cao và xuống càng về sâu nó càng dốc hơn. Chắc cuối cùng cái lô đất thì đến cái rừng tràm ở phía dưới kìa. Đó, đến cái rừng tràm hay là đường người ta trồng tiêu thì xa quá tôi nhìn không rõ, chắc có thể là người ta trồng tiêu, có thể là các cái trụ tiêu. Thì ở đây đấy, một sản phẩm 4 tỷ 7, à quên 4 xào 7 và 2, 4 xào 6 và 2 tỷ 7. Cái này 4 xào 6, 4 xào 7 chứ em quên rồi bác. 4 xào 6 gần 4 xào 7, giá là 2 tỷ 7 và có thể lên được thổ cư nhé, mặt từ đường từ liên thôn, rất là to đẹp. Thì quý vị nào có nhu cầu những sản phẩm như thế này alo cho chúng tôi hoặc là comment góp ý ở phía dưới những cái sản phẩm mà cần yêu cầu chúng tôi sẽ liên hệ lại, hoặc quý vị có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để có được những sản phẩm tốt nhất. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh thì sẽ cập nhật được những sản phẩm tốt hơn, hoặc có thể xem được nhiều video có nội dung tốt để phục vụ cho cái nhu cầu đầu tư hoặc là nghỉ dưỡng hoặc là mua bán bất động sản của quý vị. Ai có nhu cầu và bán những sản phẩm nào thì cần thiết thì có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi đến hỗ trợ được quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.